Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Podcast. Trong tập podcast ngày hôm qua, khi nhắc về quá trình mở rộng đảo của Việt Nam tại Trường Sa, thì số diện tích mở rộng đảo của Việt Nam trong năm 2022 đã nhiều gấp 7 lần từ 10 năm trước đó cộng lại. Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng, vậy thì trong gần 10 năm đó, Việt Nam đã làm gì mà chậm vậy? Rồi thì có người lại ca cái bài ca bán hết biển đảo cho tàu. Chính vì vậy mà trong tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ nói rõ hơn về quá trình xây dựng và bảo vệ đảo của Việt Nam trong 10 năm vừa qua nhé. Đầu tiên, khi nhìn vào tình hình căng thẳng, ngoài tính tới khả năng của bản thân mình, thì còn phải nhìn sang phía kẻ thù nữa. Vậy nên các cụ nhà ta mới nói rằng, biết địch biết ta, trăm trận không nguy. Bảo vệ biển đảo không phải chỉ tập trung vào xây dựng các công trình phòng thủ trên đảo, mà nó còn là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp hơn thế rất nhiều. Kể từ năm 2012 trở đi, tình hình Biển Đông luôn trong tình trạng căng thẳng. Khi Trung Quốc ra sức gây hấn với các quốc gia có tranh chấp trên biển. Khởi đầu là sự kiện Scarborough năm 2012, khi họ chiếm đóng trái phép bãi cạn của Philippines. Ngay sau đó là Việt Nam với sự kiện HD981 năm 2014, rồi Nhật Bản là đảo Điếu Ngư hay là Senkaku, v.v. Bằng chiến thuật vùng xám của mình, họ cho lực lượng tàu đánh cá và dân quân biển đi gây hấn, dụ hải quân đối phương xuất quân, rồi dùng lực lượng áp đảo để chiếm đảo. Trước tình hình đó, Việt Nam đã đối phó bằng cách một mặt dùng lực lượng hiện có để đối phó với Trung Quốc, kết hợp với các yếu tố quốc tế. Mặt khác thì nhanh chóng xây dựng lực lượng hải quân và chấp pháp biển hùng mạnh, đủ sức đối phó với Trung Quốc. Tại sao phải làm như vậy? Nhìn vào tương quan lực lượng, dù có cộng tất cả tàu chiến mà Việt Nam có, cũng không bằng một hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đâu. Chính vì vậy, phải bằng mọi cách ngăn chặn một cuộc chiến cục bộ xảy ra. Nó sẽ tạo cớ để Trung Quốc xua quân chiếm nốt phần còn lại của quần đảo Trường Sa. Và để làm được điều này thì phải lấy độc trị độc. Tức là Trung Quốc sử dụng tàu cảnh sát biển thì Việt Nam cũng dùng cảnh sát biển. Họ dùng kiểm ngư thì Việt Nam cũng dùng kiểm ngư. Từ đó mà khiến Trung Quốc không có cớ để đưa tàu chiến vào quân sự hóa khu vực tranh chấp. Và đó là bước đầu tiên của việc xây nhà từ móng. Để đối phó với một lực lượng chấp pháp biển của Trung Quốc, Việt Nam cũng đã gấp rút xây dựng đầy đủ lực lượng chấp pháp biển bằng cách sao chép chính mô hình của họ. Đó là cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân biển và tàu cá vũ trang. Nếu ta nhìn vào tốc độ, nó gần như là một cuộc chạy đua nước rút vậy. Hãy bắt đầu với cảnh sát biển trước. Từ vốn liếng ban đầu là 4 con tàu phóng lôi hạ cấp được hải quân chuyển giao. Cho đến trước năm 2014, các tàu cảnh sát biển chỉ có lượng giãn nước từ 100 đến 400 tấn, với số lượng ít ỏi chỉ khoảng 20 chiếc. Tính đến năm 2023, tổng các tàu của cảnh sát biển đã lên đến 118 chiếc và 3 máy bay trinh sát biển. Xin lưu ý, 118 chiếc là tính cả những loại tàu dưới 400 tấn hoạt động gần bờ. Còn các con tàu từ 400 tấn trở lên, đủ sức đi biển dài ngày, đi biển xa, thì chỉ có hơn 60 chiếc mà thôi. Vì nhiệm vụ của cảnh sát biển không chỉ có mối đối phó với Trung Quốc và các thế lực xâm phạm khác, mà còn ngăn chặn cả tội phạm nữa. Kiểm ngư thì là một lực lượng mới chỉ được thành lập từ năm 2013, và cuộc đụng độ HD981 là cuộc ra quân đầu tiên của lực lượng này. Khi mới thành lập, nó chỉ có 10 tàu tuần tra. 7 năm sau, con số này đã lên đến 120 tàu các loại. Trong đó thì xương sống là các tàu KN750, có lượng giãn nước là 800 tấn. Nếu tính toán đơn giản, mỗi năm lực lượng này được trang bị thêm 15 tàu. Xin lưu ý là kể từ sau năm 2019, các thông tin về việc bổ sung tàu mới cho lực lượng này là rất hạn chế. Cho nên mà con số mình đưa ra cũng chỉ là để tham khảo, còn con số hiện tại thì đúng là chịu. Cuối cùng là lực lượng dân quân biển. Xin lưu ý rằng, dân quân tự vệ biển và tàu cá vũ trang là hai đơn vị khác nhau nhé. Dân quân tự vệ biển thuộc lực lượng chấp pháp trên biển, còn tàu cá vũ trang thì thuộc hải quân. Thực tế là từ năm 2009, Việt Nam đã đưa vào thử nghiệm mô hình dân quân tự vệ biển. Tuy nhiên, nhiệm vụ của những đơn vị này chỉ là tuần tra lại các âu tàu và những khu vực ven bờ. Thế nhưng theo tình hình diễn biến phức tạp, từ cuối năm 2019, dân quân tự vệ biển đã được đầu tư mở rộng thành những hải đội có khả năng đi biển dài ngày, đồng hành với hai lực lượng trên. Trong năm 2021 đã có 6 hải đội,
Những hải đội đầu tiên được thành lập tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang với 30 tàu từ 400 tới 700 tấn. Theo đúng kế hoạch, đây mới chỉ là một nửa lượng tàu trong đợt trang bị đầu tiên của dân quân tự vệ biển. Với những gì được công bố, lực lượng này sẽ được bổ sung trang bị lên đến 126 tàu các loại đến năm 2025. Ngoài ra thì còn lực lượng tàu đánh cá vũ trang. Đúng như tên gọi, lực lượng này thuộc hải quân với các con tàu được trang bị đầy đủ ngư cụ, nhưng không mấy khi đi đánh cá, mà được trang bị đầy đủ từ vũ khí cá nhân, trọng niên cho tới cả đèn pha và vòi rồng. Vào thời điểm sự kiện HD981 xảy ra, khi các lực lượng khác còn đang yếu, thì cả tàu đánh cá vũ trang cũng được huy động vào chiến dịch này. Tuy nhiên sau này, khi các lực lượng biển như cảnh sát biển, kiểm ngư dần cứng cáp hơn và có thêm cả dân quân tự vệ biển nữa, thì tàu đánh cá vũ trang đã dần lui về tuyến sau. Hoạt động chính là trinh sát, hỗ trợ ngư dân và kinh tế là chính. Mặt khác thì đa phần các tàu của lực lượng này chỉ có lượng giãn nước là dưới 600 tấn. Nó khá nhỏ so với các lực lượng ra đời sau này. Nếu ta nhìn vào quy mô và tốc độ trang bị, thì không một quốc gia Đông Nam Á nào có lực lượng hùng hậu cả về chất và lượng như Việt Nam. Lấy một ví dụ điển hình, hãy nhìn sang Indonesia. Lưu ý rằng Việt Nam gọi là tàu cảnh sát biển, nhưng các quốc gia khác thì gọi là tuần duyên. Nhưng về nhiệm vụ thì chúng cũng giống nhau cả thôi. Lực lượng tuần duyên của Indonesia được thành lập từ năm 1973, trước Việt Nam tận 25 năm. Nhưng đến nay thì họ chỉ có 22 tàu các loại. Lực lượng này thậm chí còn không có con tàu nào trên 1.000 tấn. Hay là Malaysia, họ có 40 tàu các loại, nhưng chỉ có một tàu trên 1.000 tấn. Đó là còn chưa kể họ chỉ có lực lượng cảnh sát biển. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á thành lập đầy đủ các lực lượng chấp pháp ngang ngửa với Trung Quốc. Dù có cộng tất cả các lực lượng tuần duyên của Đông Nam Á lại, thì cũng chỉ có quy mô trang bị bằng một nửa lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam mà thôi. Đó là còn chưa kể đến chất lượng, khi các con tàu của họ chỉ có lượng giãn nước là dưới 1.000 tấn. Trong khi đó thì các tàu chấp pháp của Việt Nam trải dài từ nhỏ nhất là 120 tấn đến to nhất là 4.350 tấn, với xương sống là các con tàu từ 800 đến 2.000 tấn. Gọi đây là xây nhà từ móng là vì số tàu này đa phần là tàu nội địa được Việt Nam đóng hoàn toàn trong nước. Ví dụ như lớp tàu KN750 được thiết kế bởi Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam. Công việc chế tạo này do các nhà máy Ba Son, Hồng Hà, X51, X55 thi công. Trong vòng 3 năm, từ 2014 đến 2017, đã có 50 tàu được bàn giao. Ngoài ra thì Việt Nam cũng có quan hệ rất tốt với tập đoàn Damen của Hà Lan, khi tàu DN2000 chính là dựa trên thiết kế của lớp tàu OPV-9014 của họ. Việt Nam đã đóng trong nước 8 chiếc loại này, 4 cho cảnh sát biển và 4 cho kiểm ngư. Hiện nay thì 90% trang bị cho lực lượng chấp pháp biển đều là do Việt Nam tự đóng. Việc này thì có rất nhiều thuận lợi, trong khi các quốc gia khác thì phải đi mua với số lượng hạn chế, nhỏ giọt vài chiếc một. Còn chưa kể cái cảnh kẻ đến trước, người tới sau, thì chúng ta đã có thể làm bao nhiêu tùy thích. Chưa kể các xưởng đóng tàu của Việt Nam đều có sự hợp tác chặt chẽ với Hà Lan, cho nên quy mô và công nghệ đều rất tốt. Mặt khác, việc tự chủ cũng cho phép Việt Nam tùy cơ ứng biến với tình hình mới. Ví dụ như các tàu TK1482C và KN750 vốn được thiết kế trang bị cho lực lượng kiểm ngư, nhưng đã được thay đổi một số thiết kế, được trang bị một cần cẩu chụp dòng dọc ở phía trước boong tàu. Cùng với đó là các ngư cụ như lưới, hầm lạnh, nhưng vẫn giữ nguyên trang bị súng máy 14-5. Và đương nhiên là một thứ không thể thiếu, đó là vòi rồng và đèn pha công suất lớn. Và sau đó, chúng ta có một lớp tàu mới cho dân quân biển. Điều này giúp Việt Nam vừa đóng nhanh, lại vừa đảm bảo về mặt hậu cần, khi về cơ bản, chúng đều có thông số gần tương đương nhau. Chính vì vậy, việc một năm trang bị vài chục tàu 7 đến 800 tấn là điều dễ hiểu. Mặt khác, nhờ quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cùng với các đồng minh của họ trong những năm qua ấm lên, nên Việt Nam cũng nhận được nhiều viện trợ như 3 lớp tàu Hamilton của Hoa Kỳ, 1 tàu lớp Sông Hàn của Hàn Quốc, cùng với đó là đặt mua 6 tàu lớp Kunigami của Nhật Bản. Lưu ý, mình chỉ tính đến số tàu có đủ khả năng đi biển dài ngày thôi nhé. Còn nếu tính cả tàu tuần tra ven bờ,
thì sẽ lớn hơn rất nhiều đấy. Chỉ khi có lực lượng chấp pháp biển đủ mạnh để khiến Trung Quốc hiểu rằng họ đã bị bắt bài, thì Việt Nam mới có thể rảnh tay để làm các công việc khác. Hay đúng hơn là cũng giống như cuộc chiến với người Mỹ thế kỷ trước vậy. Phải làm họ hiểu rằng đây là cục xương không thể nuốt nổi thì họ sẽ buộc phải nhả ra. Chi tiết về các cuộc đụng độ, bạn có thể xem lại những video khác mà kênh mình từng làm trên kênh Battle Cry Người Kể Sử. Tuy nhiên, sau cuộc đụng độ quy mô năm 2019 và 2020, thì báo chí Trung Quốc, đặc biệt là tờ Hoàn Cầu Thời Báo, đã liên tục chỉ trích Việt Nam là những kẻ gây hấn hay côn đồ hung hãn, v.v. Thậm chí, Đới Húc, một đại tá không quân Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, đã bình luận rằng Việt Nam thành lập lực lượng kiểm ngư là nhằm đối phó với hải giám và ngư chính của Trung Quốc. Trên thực tế, kiểm ngư Việt Nam là lực lượng bán quân sự, được thành lập một mặt nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc, một mặt thì gia tăng tần suất phát sinh va chạm với Trung Quốc. Có thể dự đoán rằng những vụ va chạm trên Biển Đông trong tương lai sẽ gia tăng, nhưng sẽ không dẫn tới xung đột quân sự. Tất nhiên là báo của Trung Quốc thì họ lúc nào chẳng phải tỏ ra họ là nạn nhân. Tuy nhiên thì cũng từ cái lời bình luận này, nó cũng đã cho thấy rằng Trung Quốc đang thừa nhận rằng chiến thuật vùng xám của họ đang bị Việt Nam bắt bài. Kể từ năm 2021 trở đi, các cuộc đụng độ quy mô lớn dần hạ nhiệt giữa hai bên. Tuy nhiên cũng không vì vậy mà Việt Nam có thể yên tâm hay chủ quan. Bằng chứng là từ tháng 6 năm 2022, Việt Nam đã bắt đầu trang bị UAV trinh sát cho lực lượng cảnh sát biển, với đơn vị đầu tiên được trang bị là vùng 3 Hải quân. Chúng ta thường xuyên duy trì từ 8 tới 10 tàu được trang bị UAV trinh sát. Theo một số hình ảnh được công bố, thì đây là loại UAV VUA SC-3G của Viettel. Vâng, lại là hàng cây nhà lá vườn mà thôi. Đây là UAV trinh sát hạng nhẹ, có khối lượng cất cánh tối đa là 26 kg, có thể bay liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, với vận tốc lên tới 120 km/h. Bán kính hoạt động là 50 km, pin rất bền và khả năng chống chịu gió lên tới cấp 5. Thiết bị này có nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu trên biển, đất liền. Dù không nói rõ số lượng cụ thể, nhưng với việc thường xuyên duy trì từ 8 tới 10 tàu được trang bị thì có thể thấy rằng số lượng tối thiểu cũng cả chục chiếc trở lên. Điều này thì cũng cho thấy rằng chưa một giây phút nào Việt Nam mất cảnh giác với Trung Quốc, dù lãnh đạo hai bên đang bắt tay uống trà với nhau. Vậy đấy, trong gần 10 năm, Việt Nam xây dựng, củng cố vững chãi chủ quyền trên biển của mình. Chỉ khi thực sự ổn định rồi thì mới có thể toàn tâm toàn ý mở rộng đảo của mình. Chứ cơ xây được vài hôm, rồi lại xô sát trên biển, rồi lại căng thẳng, hai bên đưa mấy chục tàu vào cọ sát, rồi thì tạm thời dừng hoạt động, chờ hạ nhiệt, thì là không biết đến bao giờ nữa. Cách Việt Nam xây dựng đảo cũng giống như là một cây tre trưởng thành vậy. 4 năm đầu chỉ cao vài 3 cm, nhưng nó dành toàn bộ sức lực cho việc cắm rễ hàng mét dưới đất. Vì rễ ăn sâu và rộng nên khi thời tới, nó phát triển nhanh hơn bất kỳ một loại thực vật nào. Từ đó đến khi năm thứ 5, nó sẽ phát triển một cách điên cuồng với tốc độ 30 cm mỗi ngày, và chỉ mất 6 tuần sau đó để đạt chiều cao 15 m. Hay hiểu đơn giản là câu ẩn mình ắt được bay cao. Việt Nam thì cũng vậy, gần 9 năm chỉ bồi lấp được khoảng 0,48 km². Thế nhưng lực lượng chấp pháp biển và hải quân thì phát triển về mọi mặt, từ số lượng đến chất lượng. Đến khi đủ vững để đối đầu với Trung Quốc, buộc cả hai phải hạ nhiệt, thì chỉ trong hơn 1 năm, Việt Nam đã bồi lấp được gần 3,22 km², nhanh thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Từ tháng 7 đến tháng 11, Việt Nam đã mở rộng thêm 0,56 km² nhằm xây sân bay thứ hai trên Trường Sa. Việc mở rộng đảo cho phép Việt Nam triển khai nhiều vũ khí trang bị hạng nặng ra đây, đặc biệt là các âu tàu. Hiện nay thì Việt Nam có 4 âu tàu, đó là ở Trường Sa, ở Song Tử Tây, ở Sinh Tồn và ở Đá Tây. Những âu tàu của Việt Nam hiện nay có đủ sức để chứa các chiến hạm 2.000 tấn và ít nhất là 200 tàu cá. Không những vậy, nơi đây còn cung cấp các dịch vụ sửa chữa, cung cấp nước ngọt, lương thực và nhiên liệu, trở thành điểm đóng quân vững chắc và trạm tiếp tế cho ngư dân trên biển. Trung bình một năm, chỉ riêng âu tàu Song Tử Tây đã hỗ trợ từ 400 tới 500 lượt thuyền, hơn 1.000 ngư dân.
Còn về việc Việt Nam có triển khai vũ khí tấn công ra đây không ấy, thì có lẽ là chỉ trời mới biết được. Các bạn có thể xem lại tập podcast hôm qua về chủ đề Việt Nam mở rộng đảo để rõ thêm sự việc. Mình chỉ xin nhắc lại lời của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phát biểu vào năm 2016 rằng di chuyển bất kỳ loại vũ khí nào đến bất kỳ khu vực nào và bất kỳ lúc nào trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi là quyền hợp pháp của chúng tôi. Và trên đây là podcast giải thích về quá trình bảo vệ đảo của Việt Nam. Đó là cả một cuộc đấu tranh trường kỳ trên đủ mọi mặt trận, chứ không đơn thuần là chỉ đem vật liệu ra xây dựng công trình. Suy cho cùng thì những kẻ ngày xưa tự vỗ ngực mạnh thứ tư thế giới để rồi để mất đảo cho cả Tàu, cả Campuchia, cả Philippines thì chẳng có tư cách gì để mà dạy người ta giữ đảo cả. Còn đến giờ này, khi mà Internet phát triển đầy với các hình ảnh về cuộc sống bộ đội ở Trường Sa rồi mà vẫn nói là bán đất, bán biển cho Tàu thì mình cũng chịu, ca này nặng lắm rồi.